đơn giản thôi. À, trong một bọc giá TV nó có rất nhiều con ốc như này. Thứ nhất là bốn con đệm này, thì chắc chắn là đệm vào TV rồi. Có bốn con ốc to này, mình sắp xếp ra bốn con ốc to này, bốn con ốc nhỡ này, đây bốn con ốc nhỡ, mấy con vít này thì vít vào tường này, vít nở lại vào tường này, có thể đệm thêm mấy con long đen này, bốn con long đen này nhá, đệm vào đây nó bị đỡ bị rơi ra này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái con nào để xoáy vào đây này. Con này cho nên phải con dài này nhá. Con nào dài dài này, nên tôi vít xoáy vào đây. Đó. Chỉ hai con thôi. Con dài chúng ta chỉ cần hai con. Đây. Nó đang bị vát quá chúng ta. Bẻ lên một tí. Đấy. Bẻ lên một tí chúng ta xoáy được. Rồi, vậy là chúng ta đã xác định được hai con vít dài này. Bẻ lên đến tivi. Tivi của chúng ta thì các bạn sẽ đặt vào đây như này. Ví dụ chúng ta đặt ở tầm giữa này đúng không? Cho lên tầm này. Nó như này. Đúng rồi. Nó như này. Vậy chúng ta đệm cái lông đen ở trong. Làm một con vít này. Nhưng mà chúng ta lên đệm thêm một cái con ren bên ngoài này. Đây, đệm này. Con xoáy đây. Chỉ còn xoáy vào khoảng 1 phân là đã được rồi, 1-2 phân rồi. Nếu chúng ta không đệm cái lông đen này thì nó sẽ sâu quá nhé. Việc này trên. Cái trên các bạn cũng tìm cho tôi cái con vít như này. Ngắn thôi. Không đặt vào đây. Lắp vào đây như này. Chúng ta xác định cái lỗ nào cũng được. Chúng ta thích lỗ nào cũng được. Đặt như này. Xoáy đây. Nó có một cái đệm cao su nhé. Xoáy đệm cao su đây. Thì nó sẽ bằng. Chắc chắn rồi đấy. Đây. Đây còn cái đệm cao su. Đó, như này xoáy xong đúng không? Bên này chúng ta làm tương tự như vậy. Cũng vào cái ốc lỗ số 3 nhé. Các bạn nên tìm đúng cái con ốc số 3, lỗ số 3 này. Cho thêm một cái ren này. Lỗ số 3 này. Đây. Cho con ren này vào đây trước nhá. Các bạn xoáy vào đây. Xoáy 1-2 ren để chúng ta lắp cái ốc dưới nữa đã. Thực ra khi chúng ta gá vào nó đã chắc rồi, chưa cần xoáy con ốc này nhé. Gá này là đã chắc rồi. Cái con đệm cao su này để nó từ đây trên đây nó phẳng với nhau ấy. Rồi.
có ốc này nó đang bị vát này, con ốc đang bị vát thì chúng ta có thể bẻ lên lấy cái kìm. Như vậy là đã xong cái phần giá dính rồi nhá. Phần này chúng ta đã xong phần dính nhá. Về đến phần khung này, chúng ta sẽ thừa những con ốc như nào. Khung này chúng ta chỉ được ghim vào tường thôi. Bốn con ốc to này không dùng đến này. Mấy con vít nhỏ này không biết ở đâu cũng không dùng đến này. Mấy cái lon đen này cũng dùng đến này. Đây bây giờ chỉ cần bốn cái con đen này, bốn con vít này và bốn cái con lò xo này. Còn bốn con ốc to này chắc là máy to hơn con ốc này, không dùng đến. Bốn con này cũng nhỏ hơn, không dùng đến này. Bốn con nhỏ xíu này không dùng đến này. Và đây là chỗ này là thừa nhá. Bây giờ chúng ta đi lắp khoan chỗ này là xong này. Về phần cái chân của nó nhá, các bạn sẽ lại úp cái này lên cho tôi. Úp lên cái hộp như này. Chân này là một con vít à. À đây à, có một con vít. Các bạn nhìn rõ không? Cái chân này nó có một con vít thì chúng ta tháo chân này ra. À, cũng đơn giản thôi. À, chân nó tháo ra rồi nhá. Bê nó lên trên để lắp. Tiếp tiên là chúng ta cần có một cái máy khoan. Lắp cái này vào. Con vít này, búa này. Lên trên tầng khoan. Giờ các bạn đo cho tôi các cái điểm như sau. Các bạn đặt cái giá đây như này nhá. Các bạn đo từ cái điểm trên này xuống dưới này là 36,5 và cho là 38 nhé. Và cái vế bên này từ mép này đến đây nó vào 36 thì tôi cứ cho khoảng 37, gọi là 38 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đặt lên đây như này. Vì bức tường này của tôi là nó vướng cái dây điện bên này, tôi sẽ tính toán như sau. Đo từ cái này đầu tiên này ra đến điểm này là 38 cm nhé. Cách từ đây là 38 và điểm từ dưới này lên cũng tầm 38 39 đến đây. Như vậy là tôi đã đo được hai cái điểm cái này. Nó tương xứng với cả cái mép ngoài cùng của chúng ta đây là tầm 38 và mép dưới của chúng ta đây, mép dưới này cũng tầm 38. Từ dưới lên trên tôi sẽ dịch lên một chút như này. Vậy là chúng ta sẽ cách nhau từ điểm này đến điểm này là 38 cm nhé. Các bạn khoan khoan một cái lỗ ở giữa này, làm bốn cái lỗ ở giữa nhé. Đặt cân như này, cân chưa, khoanh cho tôi bốn lỗ này, bốn lỗ ở giữa nó có thể xây dịch được. Đó, đúng chưa, 38 đây, ra đó lại chính xác nhé. Từ dưới lên điểm trên cùng tôi đang cho nó thoải mái hơn. Từ dưới lên đây là hơn 40 này. Từ điểm này qua đây cũng vào gần 40. Vậy là tôi đã thoải mái TV vừa góc này luôn nhá. Bây giờ chúng ta khoan bốn lỗ để lắp.
chúng ta đo là 3838 ạ. Ta sẽ qua cái lỗ này. Vít nó vào. Vì tôi lấy điểm tâm ở giữa vậy nên chúng ta có thể xê dịch cái này tùy theo ý, nếu mà như chúng ta nhầm một chút nhé. Nhầm một chút chúng ta có thể xê dịch được. Ok, các bạn đặt cho tôi cái lòng đen vào đây. Đen này làm gì để cho nó giữ của chúng ta nó chắc. Sợ ốc của chúng ta, cái mũ ốc của chúng ta nó nhỏ hơn đấy. Bốn con vít này vào đây chắc quá. Các bạn khoan độ sâu để vừa phải để chúng ta ốc vừa chui được vào trong nhé. Nếu không là ốc thì chúng ta đây. Khi lắp đây chúng ta có thể xê dịch cái này. Chúng ta muốn xê dịch sang bên này một tí cũng được. Nếu các bạn có máy bắn bằng pin thì chúng ta có thể nhanh hơn. Tôi không có thì dùng bằng tay. Xoáy bốn con ốc này chúng ta đã xong rồi đấy. Để dịch ra đây, tôi cho nó giữ một tí. Mỏi tay quá. Đấy, bốn con ốc chúng ta có thể xê dịch được nha. Cái TV chúng ta có lại cho chắc là cần này. Chủ yếu hai cái điểm trên của chúng ta gá vào đây là chúng ta lắp thành công cái tivi rồi đấy. Nhưng chúng ta lắp xong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bê tivi vào. Công đoạn cuối cùng của chúng ta là lắp cái tivi lên đây. Các bạn để ý nhá, cái tivi của chúng ta lắp cái cá ở trên thì chúng ta sẽ áp cái khớp vào đây. Ô, tụi con ốc nào nhỉ?
đưa sang bên này. Và tôi tính toán thừa ấy, để cái phần dưới này chúng ta bật tivi nó không bị ảnh hưởng các bạn nhé. Như vậy chúng ta lắp xong một chiếc tivi lên cái cá như này rồi mà nó không bị rơi đấy. Đó. Xin cảm ơn các bạn và các bạn hãy like, share, bình luận để nhiều người biết đến video này hơn các bạn nhé. Rất ít video chia sẻ chi tiết như này cho các bạn và các bạn có thể tự lắp ở nhà giống như mình này các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau.